Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang giai đoạn 2 và chung kết xếp hạng đã bước vào những ngày tranh tài đầu tiên đầy sôi động và góp phần mang lại những trận đấu thành công, đó là sự quan tâm góp sức của rất nhiều lực lượng. Bầu không khí sôi động tại nhà thi đấu Đà Nẵng tỉnh không chỉ đến từ những cuộc tranh tài kịch tính hấp dẫn của các đội bóng mà còn vì tình yêu, sự động viên nhiệt huyết của người hâm mộ bóng chuyền Lào Cai. Khán đài đầy kín chỗ, tiếng trống, tiếng kèn cùng với tiếng hò reo cổ vũ của khán giả tạo nên không khí vô cùng ấn tượng, truyền cảm hứng cho các đội bóng. Không khí ở đây thì thật là sôi nổi. Tôi rất đam mê môn bóng chuyền hơi và tôi bản thân tôi cũng là một chủ nhiệm của một câu lạc bộ bóng chuyền hơi. Cho nên là từ hôm qua đến hôm nay tôi có mặt đầy đủ các trận đấu. Tôi thấy rất là vui, rất hay, rất tuyệt vời. Đóng góp không nhỏ trong mỗi trận đấu không thể không nhắc tới ban giám sát và lực lượng trọng tài. Giải năm nay, ban tổ chức bố trí 3 thành viên ban giám sát, 8 trọng tài điều hành và 5 trọng tài biên. Trọng tài không chỉ giám sát và điều khiển trận đấu mà còn đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong mỗi trận đấu. Mỗi một trận đấu đối với lực lượng trọng tài thì cũng mang đến đây với một tinh thần rất cao và thường ngày thì cũng đã trao dồi về chuyên môn để làm đúng điều luật, điều lệ để đảm bảo làm sao phản ánh đúng cái thực lực của vận động viên, tính chất của trận đấu để cho tất cả các vận động viên người thắng cũng vui và người thua cũng hài lòng. Công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được ban tổ chức đặc biệt quan tâm. Ngay từ ngày đầu tổ chức bán vé, lực lượng an ninh bảo vệ đã thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần trách nhiệm cao, họ luôn cố gắng để làm tốt nhất trọng trách của mình. Bản thân tôi thì rất là tự hào, với cả nói chung với cả về anh em nữa, là đã được tham gia vào nhiệm vụ một trong những cái giải đấu cấp quốc gia đấy. Nên là chúng tôi sẽ sẵn sàng làm tốt hết nhiệm vụ được giao, tức là trực cổng, rồi phân luồng xe, kiểm soát vé cho mọi người đi lại, đảm bảo an ninh trật tự cho giải được thành công. Mỗi người một nhiệm vụ, một trách nhiệm, dù vất vả, dù căng thẳng, nhưng ai cũng nghiêm túc, nỗ lực hoàn thành tốt công việc của mình để mỗi trận đấu diễn ra suôn sẻ. Vẫn còn rất nhiều trận đấu trong những ngày sắp tới, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ, chắc chắn chúng ta sẽ có một giải đấu thành công, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng các vận động viên trong nước và quốc tế.